ChatGPT, chatbot trí tuệ nhân tạo đang gây sốt, bắt đầu hành trình từ 3 năm trước, khi nhà đầu tư công nghệ Sam Altman trở thành giám đốc điều hành CEO công ty OpenAI. Sam Altman, 37 tuổi, lớn lên ở St Louis, bang Missouri, Mỹ. Anh học cách lập trình và tháo lắp chiếc máy tính Macintosh khi mới 8 tuổi. Altman học ngành khoa học máy tính tại Đại học Stanford trong 2 năm trước khi cùng hai bạn trung lớp bỏ học để phát triển ứng dụng Lúc, có thể chia sẻ vị trí của người dùng cho bạn bè. Lúc được bán lại với giá 43 triệu đô la Mỹ vào năm 2012, gần bằng số tiền huy động được từ các nhà đầu tư. Sau lúc, Antman thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm có tên là Hydrazin Capital và huy động được 21 triệu đô la Mỹ. Năm 2015, Antman đồng sáng lập OpenAI với tỷ phú Elon Musk với mục tiêu xây dựng công ty trí tuệ nhân tạo AI phi lợi nhuận, đảm bảo AI không chi phối toàn bộ đời sống con người. Antman đã lãnh đạo OpenAI kể từ tháng 3 năm 2017 và có tác động lớn đến sự phát triển và tăng trưởng của công ty, giúp OpenAI chuyển đổi từ một phòng nghiên cứu thành một công ty khởi nghiệp công nghệ, theo đuổi lợi nhuận. Năm 2019, Antman bay tới Sitter để gặp CEO Microsoft Satya Nadella. Sau cuộc gặp này, OpenAI được Microsoft đầu tư một tỷ đô la Mỹ và đây mới chỉ là khởi đầu. Dự án đầu tiên của OpenAI là đan E2 vào tháng 9 năm 2022 cho phép người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật từ các chuỗi văn bản. Tháng 12 năm 2022, OpenAI ra mắt ChatGPT, công cụ AI có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng với khả năng xử lý ngôn ngữ nổi trội. Tới tháng 1 năm 2023, Microsoft thông báo đầu tư thêm 10 tỷ đô la Mỹ cho OpenAI và lên kế hoạch tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm binh.